muốn mua lít Liên Quân, hãy truy cập ngay dịch vụ gen.vn, trang web bán lít Liên Quân uy tín, giá rẻ, hỗ trợ 24/24. Come on. Oh yeah, 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 yeah. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một video chat tổng tiếp nha. Chà chà, cầm tu lên thì chat thì ta. Đó, anh em xem này, tôi chat nè. Chuẩn bị này, chat nha. Đó, anh em hãy xem ta đây. Ai muốn ăn chim không? Ai muốn ăn chim nào? Đúng rồi. Chết đấy. Đấy, cầm quýt len thì hỏi ai muốn ăn chim không, nghe nó có vẻ là gắt không. Nghĩ trời ơi, thiệt tình. Ngủ nghịch. Rồi. Úi dồi ôi, ghê không, bố nào nó sao cướp rừng luôn. Em gắt lại, ý, mình vào đây, đây làm gì, quýt len đi. Nè, bừa của chú để cho anh nhá. Cút đi. Xin nhá, anh à không về à mày, này thì không về này. Này, này thì không về này. Chết đấy. Ngu người. Thôi ăn cứ rồi. Mẹ đang kêu nó móc đít mình anh em ơi. Thằng này bẩn vãi chơi móc đít. Rồi. Chết luôn. Ai muốn ăn chim nào? Ý chà. Em không có bạn nào trả lời vậy. Cho có bạn nào trả lời để cho bạn ăn con chim lương đó. Rồi. Ý tưởng nó khá là bẩn bựa anh em ạ. Ý chà chà, làm gì? Vào đây. Làm gì? Giết mày luôn nè. Làm gì? Vào đây. Ú, chả đau đấy. Từ từ. Từ từ cho khoai nó như. Thì anh em thông cảm mình test quy len nha. À nhầm, tu len nha anh em nhá. Ý nhờ. Chắc là đánh nó ngu ngu tí anh em thông cảm nha. Ý, đánh chủ yếu là lấy cái hài hài cho anh em xem thôi mà. Ý, làm gì? Mình test tu len luôn. Vừa mới mua. Khổ quá, nhà nghèo có tu len mà chơi bao giờ đâu. Như người. Ý, ăn rồng, ăn rồng, ăn rồng. Chết đấy. Chết luôn. Chết. Sơi con rồng ấy luôn. Ôi trời, bố tiên sư. Mày, cái mẹ thằng kia. Chết đấy. Lão nào dám cướp rồng của chúng bố. Ây giờ thôi. Về. Nó ăn rồng, nó lên level 4 rồi. Ra, nó móc đít mình ngay. Tay to lắm. Thành nhà, tiên sư mày. Mẹ tí nữa ông cho mẹ ăn chim con khỉ ạ. Chết đi. Giết luôn, chạy đâu con sâu. Mày chết nốt đấy. Chết đi. Ôi trời, tôi em về đây. Tí này gì hẹo. Rồi. Ai muốn ăn chim nào ơ? Không có bạn nào trả lời gì hết. Ý, tiền, làm gì. Rồi về đã. Về lấy ít máu mana lên để còn có sức là cho các bạn ăn chim chứ nhờ. Ý, vừa cho được một bạn ăn chim rồi. Thế hỏi luôn cho chắc anh em ạ. Video ăn chim không em? Đó. Rồi em trả lời anh đi. Ăn chim không em ơi? Rồi. Em méo trả lời luôn. Ôi, đây rồi. Đây rồi. Muốn anh. À, Violet muốn ăn chim kìa anh em ơi. Chúng ta phải làm gì? Đó, chúng ta phải cho bạn ấy ăn chim thôi. Chuẩn bị lên đường. Rồi, ok. Đợi anh. Đó. Đấy, chà chà, lên đường thôi. Xách chim lên mà đi thôi anh em ơi. What the fuck? Rồi. Từ. Đấy, tạm nó đồng lính này đã. À, ok anh à, được, em được lắm. Cứ từ, em đợi anh nhá. Kiểu gì anh cũng cho em ăn chim của anh luôn. Úi dồi ôi, từ anh kia anh ấy cục xúc thế. Đâu ạ? Con rồng này thì của bọn mình chắc rồi. Mày làm gì? Trời ơi, đây rồi. Ăn chim, đừng lại ăn chim em ơi. Chết đi. Đó, chim đấy chứ chim đâu. Nhà, trời ơi làm gì? Bố thôi bỏ mẹ thấy bà rồi. Tốc biến ngang ạ. Ngu người. Violet sướng quá. Ok. À, sướng kìa. Rồi.
chim ngon không em? Ý, trời ơi, còn không anh? Trời ơi, anh còn nhiều lắm. Cứ mấy chục giây lại có một con chim được mọc ra. Em ăn thoải mái. Nhiều lắm em. Ý, trời ơi, làm gì? Quá ngon. Oh, I ship. Đây rồi. Đi bắt đầu đi bán chim nào anh em. Đến giờ cho các bạn ăn chim nhiệt tình rồi. Ý, nhà nhà, làm nghe. Em đang vừa lờ này. Bố em mất dạy. Anh lại cho em ăn chim tiếp giờ. Em mất dạy quá. Bảo ăn con chim lơi điểu này thôi mà vớ vẩn. Ra ăn chim không à? Em ý làm gì? Rồi hỏi anh ra ăn chim không nè. Ra bảo gì? Ra không bảo gì cả. Hỏi nhẹ nhàng tình cảm như thế mà ra không trả lời. Violet cho em đi. Được. Nếu em thích thì anh lại cho em ăn thôi. Nhí. Làm gì? Mày định làm gì hả? Ôi ôi thôi 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 thôi. Em lại sang đây. Ý, Violet kìa. Ôi, thôi thôi thôi. Ra ơi từ từ. Từ từ cho Violet ăn con chim đã. Làm gì mà căng ấy. Mày chết đi. Nhí giời ơi. Mẹ cho con chim vào mồm ngay. Ý nha, ngu ngươi. Hey, Ethan. Đâu rồi? Ăn cái trụ mi tùm cái quậy. Giết luôn. Chơi cái trụ luôn. Ấy nhà, vào lên ra. Được đấy, em cứ đựng đấy. Em cứ đợi đấy. Đâu rồi? Úi da, căng đấy. Ý chà chà. Từ từ nào. What? Vãi cứt mà chết thằng đứng trong trụ luôn. Ghê vãi. Ôi trời ơi, đi đâu không xong này, chết đi. Chết đi, trời ơi, ăn chim cái là phải chết. Rồi. Các bạn đâu rồi, ra hết đây. Làm vài hiệp ăn chơi xem nào. Trời ơi, chán thế. Ý chà chà, đầy chim đây. Anh em cứ ăn thoải mái đi. Ý chà, ôi, đau đấy. Đau, hơi bị đau rồi nha. Dạ thôi chạy đã, không ăn một cái bắn của con Elsu nó lại lên bảng điểm số ngay anh em ơi. Ý chà chà, làm gì gắt đấy. Quy liên rồi anh tốc biến cho lành, quẹt phát chết luôn anh em ạ. Mà không hiểu phát đấy tại sao nó lại không quẹt mình chết đê. Thôi ngu người. Trời ơi, giết nó, giết nó luôn, giết. Ôi trời trời, Quy liên kìa, giết luôn. Ôi dồi, thôi, nó ăn mất thằng rừng luôn rồi. Kèo nát này. Ý dạ, gắt đấy, chết đi. Giết nó luôn. Mẹ chạy đi đâu con sâu. Láo à, mày dám láo à. Ha, mày làm láo hả. Chết đi. Rồi, ai muốn ăn chim nào. Cơm cứ có mình thằng Violet mà muốn ăn thôi à. Cái bọn này. Chim ngon như thế mà cứ chê. Nghĩ chim hơi bị to đấy. Nghĩ chà chà, đâu rồi. Nè, tìm kiếm vài mạng ăn chơi nào. Ra đây cho ít mấy con chim em ơi. Giết luôn, chơi luôn. Chơi luôn. À, William làm gì. Chết đi. Rồi. Hay lắm. Hát đấy là cho chim vào mồm của Violet nhưng mà nó không chết anh em ơi. Bố khỉ. Ấy dạ, ghê đấy, tè mình đánh gắt vãi. Rồi, từ từ nào. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải thằng Quy liên là chết đấy. À nhưng mà Quy liên nó chết cha rồi. Nó chết đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng vào cái thằng ra. Ôi thôi em về đây. Chết đấy. Ý làm gì? Ôi, chim đây, chim đây. Chim đến đây, thôi em về đây. Yeah. Đó, cho anh ăn chim cái là em. Về đi, về luôn á. Ôi, gắt đấy. Thôi, thấy bà luôn rồi. Ngu ngây. Trời ơi, sao lại chết được nhờ cái thằng ngộ không. Tiên sư cái thằng ngộ khí nó giết mình rồi. Giết thằng ngộ khí đi, Na ơi. Na ơi, giết ngộ khí dùng cái coi. Mình giết luôn. Quá tờ hẹo. Thôi ăn cướp rồi. Ngu người.
Rồi bạn định làm gì đấy? Ôi về đi đông như thế kia mà Arum ơi, về đi em cô gái ngoan ngày ấy. Ngôi nhà tranh mong em về từng ngày, em về đi đúng nó xiên em bây giờ em ơi. Đâu rồi? Ý dạ 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 gặp đấy làm gì? Úi trời, chim đây, ai gọi chim đấy, có chim đây, mày chết đê. Ủa thằng kia chắn cho không lại, mày chết đê. Hay lắm, double kill thấy nhẹ, triple kill. Ok, sau khi nhét hai con chim vào mồm các bạn thì mình đã ăn được ba cái mạng, rất chi là ngon dai. Rồi ok, mình cũng xin phép kết thúc clip tại đây nha anh em. Anh em mà thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ video hay nào đó. Ok, bye bye anh em nha. Ngu người.